Giá thuê mặt bằng bắt đầu hạ thấp kỷ lục nhưng vẫn không ai thuê. Bên cạnh đó, nhiều khách sạn nơi phố cổ cũng đóng cửa hàng loạt. Những ngày đầu năm, vì nhiều lý do đã khiến hoạt động kinh doanh của nhiều hàng quán, cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn đã gián tiếp tác động lớn đến lĩnh vực cho thuê mặt bằng. Anh Hoàng, nhà quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh, chủ một nhà hàng cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, anh vừa mới khai trương quán 3 tháng, doanh thu chưa đủ bù chi phí lại gặp những trục trặc không mong muốn nên anh đang lo không biết thời gian tới sẽ như thế nào. Nếu cứ bù lỗ liên tục 6 đến 8 tháng, chắc chắn sẽ phá sản, nên tôi đang tính sang lại mặt bằng hoặc trả cho chủ. Anh Hoàng chia sẻ. Tương tự, chị Thư, nhà quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, thuê một căn nhà khu phố Mỹ Hưng, quận 7 để kinh doanh nhà hàng chuyên món ăn miền Trung với giá gần 100 triệu đồng trên một tháng. Cũng rất lo lắng vì gần một năm khai trương, nhà hàng đang lỗ 30 đến 40 triệu đồng trên một tháng buôn bán càng ế ẩm. Tôi đang định đề nghị chủ nhà giảm giá thuê để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, nếu không chỉ còn cách trả lại mặt bằng, chứ tôi chịu đựng hết nổi rồi. Chủ nhà hàng này than thở. Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian gần đây nhiều quận ở Thành phố Hồ Chí Minh đều có tình trạng người kinh doanh trả mặt bằng vì kinh doanh khó khăn nhưng giá thuê lại quá cao. Ngay cả những tuyến đường trung tâm quận 1, quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh như đường Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu, tình trạng đóng cửa, treo bảng cho thuê mặt bằng cũng khá phổ biến. Nhiều cửa hàng treo bảng cho thuê mặt bằng từ trước Tết Nguyên đán nhưng không mấy ai hỏi đến. Một số mặt bằng sau thời gian treo bảng, người hỏi nhiều nhưng không thuê buộc chủ nhà phải tự hạ giá. Như một căn nhà 4 tầng, chiều ngang tới hơn 10 mét trên đường Hồ Xuân Hương, quận 3, trước đây chủ nhà cho thuê đến 11.000 USD trên một tháng, nhưng nay phải hạ xuống 10.000 USD trên một tháng, đồng thời chia thành hai phần cho khách dễ thuê. Thậm chí các tuyến đường Ngô Đức Kế, Hồ Tùng Mậu, quận 1 từng được xem là khu phố trà sữa của Thành phố Hồ Chí Minh với giá thuê mặt bằng cao ngất ngưởng nhưng cũng không dễ thuê. Gần đây mặt hàng này bão hòa, buôn bán khó khăn nên một số thương hiệu đóng cửa trả mặt bằng. Theo ghi nhận của phóng viên, một mặt bằng ở đây vài tháng trước có giá thuê đến 20.000 USD trên một tháng, khoảng 450 triệu đồng, nhưng từ Tết đến nay đã giảm vài ngàn USD mà vẫn rất ít người hỏi. Ông Minh, chủ một căn nhà trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, cho biết, hồi trước Tết, ông chào giá cho thuê 4.800 USD trên một tháng, nay giảm còn 4.000 USD, cũng chưa thấy có người đến liên hệ. Trước Tết, có người hứa qua Tết sẽ thuê, nhưng tới nay không thấy hồi âm. Tôi gọi điện thì họ nói đang khó khăn quá, nên bỏ ý định thuê mặt bằng để kinh doanh. Ông Minh kể, chị Hoàng Lan, ngụ quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, đã lên kế hoạch mở quán cà phê nhỏ và đã tìm được mặt bằng từ trước Tết với giá 15 triệu đồng trên một tháng. Hai bên đã thỏa thuận đặt tiền cọc một tháng để giữ chỗ, đợi sau Tết khai trương. Tuy nhiên do thấy nhiều quán đang kinh doanh vắng khách nhưng chị Lan chấp nhận bỏ tiền cọc vì mở quán mà không có khách thì lấy tiền đâu trả lương cho nhân viên. Nhìn chung dù chưa phổ biến nhưng một số chủ mặt bằng trên các tuyến đường lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động giảm 10% đến 20% giá cho thuê so với hồi cuối năm 2019. Đa phần những mặt bằng này do khách thuê cũ trả lại hoặc chủ nhà chưa tìm được khách thuê mới. Anh Thìn, một người môi giới cho thuê nhà lâu năm ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, cho hay gần đây nhiều ký gửi mặt bằng nhưng rất khó tìm được người thuê, trừ khi chủ mặt bằng chịu giảm giá mạnh 10 đến 30%. Còn không giảm thì chủ phải chấp nhận chờ. Theo ông Nguyễn Hồng Hải, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty Vina Office, hiện các nhà kinh doanh bất động sản, nhất là kinh doanh mặt bằng cho thuê, văn phòng đang tự tái cơ cấu, giảm giá một cách chủ động để giữ chân khách hàng. Theo tôi, các cửa hàng kinh doanh hàng ăn uống, tiêu dùng nhanh sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới. Nếu không cắt lỗ, họ sẽ còn thiệt hại thêm ít nhất 4 đến 6 tháng. Bởi thông thường, các doanh nghiệp nhỏ kinh doanh ngành hàng ăn uống, thời trang chỉ có thể chịu đựng lỗ trong thời gian 6 tháng. Nếu không nhìn thấy cơ hội thì phải tạm dừng. Ông Hải dự báo, văn phòng cho thuê cũng gặp khó. Không chỉ mặt bằng kinh doanh gặp khó mà lĩnh vực văn phòng cho thuê cũng gặp tình trạng tương tự. Các chuyên gia cho rằng việc nhiều doanh nghiệp tiết giảm chi phí, cắt giảm nhân sự nên họ sẽ chuyển văn phòng sang phân khúc thấp hơn, diện tích nhỏ hơn. Đó là lý do các văn phòng hạng B, C có giá thuê dưới 20 USD trên mét vuông với diện tích từ 30 đến 50 mét vuông sẽ hút khách thuê trong thời gian tới. Chúng tôi đã giảm 50% nhân sự, từ 100 xuống còn 50 người. Nếu không đổi văn phòng nhỏ hơn, mỗi tháng chúng tôi mất cả 100 triệu tiền thuê văn phòng. Tổng giám đốc một công ty môi giới bất động sản chia sẻ. Bên cạnh đó, nhiều khách sạn nơi phố cổ cũng đóng cửa hàng loạt. Chiều 27 tháng 2, bà Hằng cùng một nhóm chủ các khách sạn ở phố cổ Hà Nội hẹn gặp nhau. Thay vì kể những chuyện vui như các buổi gặp mặt mọi lần, họ ngồi đếm với nhau con số thiệt hại ban đầu và bàn tính các phương án để trụ qua giai đoạn khó khăn. Mỗi sáng thức dậy, bà Hằng, chủ 8 khách sạn ở phố cổ, mất hàng trăm triệu đồng. Theo ước tính của Sở Du lịch Hà Nội, lượng du khách trong 2 tháng đầu năm khoảng 3,56 triệu, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế chỉ 844.000 người.
Tính riêng tháng 2, khách du lịch đến Hà Nội chỉ đạt hơn 1,3 triệu lượt, giảm 45,5%. Tổng thu từ khách du lịch cũng giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Do không có khách thuê phòng, một số người phải cho nhân viên nghỉ việc. Dù tạm dừng hoạt động, chủ khách sạn vẫn đang căng mình tìm kiếm các nguồn lực để bù đắp chi phí cố định, trả lương trợ cấp cho nhân viên. Bà Phạm Thị Hằng được xem là một trong những người thiệt hại nặng nhất trong nhóm. Bà đã phải đóng cửa 3 trên 8 khách sạn ở phố cổ do tệp khách lâu nay chủ yếu là người Trung và cao tuổi, quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Theo bà, khó khăn bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 12. Từ đó, khách đặt phòng hủy hàng loạt, đến giờ không còn khách nào. Không có doanh thu trong khi vẫn phải chi trả các chi phí vận hành mỗi ngày, bà Hằng đành đóng cửa dần khách sạn cho nhân viên nghỉ việc từ giữa tháng 2. Trước khi cắt giảm, mỗi ngày mở mắt ra mất khoảng 300 triệu đồng, còn giờ co cụm lại vẫn mất khoảng 180 triệu đồng. Bà nói, bà đã dùng quỹ dự phòng để trả nhân viên trợ cấp thất nghiệp tối thiểu 1,5 triệu đồng một tháng, với hy vọng giữ được họ đến khi hết dịch để phục hồi hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, nguồn tiền này cũng sắp cạn. Gần đây, bà bảo trong giấc ngủ cũng mơ thấy tiền. Hơn một tháng nay, bà đã sụt gần chục kg. Tôi đã tính đến phương án xấu nhất, nếu đến tháng 10 tình hình không được cải thiện, tôi có thể phải trả mặt bằng, dừng hẳn kinh doanh, bà Hằng nói. Bà và một số người còn tính trả mặt bằng rồi đi làm thuê cho các thương hiệu lớn vì đã có kinh nghiệm lâu năm làm quản lý. Ông Đính, chủ 10 khách sạn quanh Hồ Gươm cũng động viên cả nhóm. Là thuyền trưởng, mọi người không thể bỏ lại con tàu đang nắm được, cuộc sống của nhiều anh em cấp dưới, nhân viên đang trông chờ cả vào chúng ta. Từ mùng 5 tháng 2, ông Đính cũng phải đóng 3 khách sạn với 70 phòng. Sau 2 tháng dịch, ông ước tính thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng. 10 cơ sở có hơn 200 nhân viên, nhưng ông chưa cho ai nghỉ. Ông cố gắng duy trì bằng những cách như giảm số ngày làm việc từ 26 xuống 16, cấp quản lý nhận 80% lương, cắt giảm tiện ích của khách sạn. Hiện tại thu được đồng tiền phòng nào, ông phải xoay trả nhân viên ngay. Sau khi giảm giá, công suất phòng của 7 khách sạn còn lại của ông Đính hiện cũng chỉ đạt 47%, kém xa mức cần để hòa vốn. Phương án xấu nhất trong 2 tháng tới là phải đóng cửa thêm, trả lại một số khách sạn nhỏ hoặc sắp hết hợp đồng để dồn sức vào cơ sở lớn. Dù vậy, ông vẫn cố giữ liên lạc chặt chẽ, liên tục với các hãng du lịch, lữ hành. Ông cho biết các đơn vị đối tác cũng đang tích cực tìm kiếm nguồn khách thay thế nhưng thực sự quá khó. Gần 20 năm trong ngành khách sạn, ông Đính hay bà Hằng đều nhìn nhận, chưa có giai đoạn nào khó khăn như hiện nay. Đến nay, họ vẫn tiếp tục phải chạy vạy, lo lương, thu xếp với chủ nhà. Đồng thời, họ cũng đang rất mong chờ các biện pháp chung tay hỗ trợ, cụ thể từ các cơ quan quản lý. Đã dấn thân kinh doanh, chúng tôi không có ý định xin miễn phí. Trong thời kỳ khó khăn, chúng tôi chỉ mong được lùi thời hạn nộp các loại thuế, phí của doanh nghiệp. Bà Hằng nói, còn ông Đính hy vọng ngân hàng sẽ có chính sách giãn nợ. Với ông Bình cũng là chủ 2 khách sạn ở phố cổ, quan trọng nhất là duy trì được công ty, giữ được nhân viên trong giai đoạn này, để có được đội ngũ chuyên nghiệp. Để có được đội ngũ chuyên nghiệp, các khách sạn thường phải mất công sức đào tạo hàng năm. Đây cũng là lúc để các đơn vị tự nhìn lại, đánh giá các sản phẩm chờ ngày trở lại. Còn hiện tại, bà Hằng vẫn duy trì một nhân viên ban ngày và một ban đêm để trông coi, dọn dẹp sảnh khách sạn tại Lò Sũ. Bà nói dù tạm dừng hoạt động, tôi vẫn muốn duy trì hình ảnh một khách sạn đẹp trong mắt mọi người. Trên đây là cập nhật của chúng tôi liên quan đến thông tin. Giá thuê mặt bằng bắt đầu hạ thấp kỷ lục nhưng vẫn không ai thuê. Bên cạnh đó, nhiều khách sạn nơi phố cổ cũng đóng cửa hàng loạt. Đến đây thì video của chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.